Chào cả nhà, hôm nay phải đột đi coi cá sấu nè. Ồ, đâu phải cá sấu, cá đẹp. Rồi. Không, quay phim. Bữa nay cả nhà mình đi lên coi cá sấu ở trên vùng trên này. Dạ, yeah. Những người đẹp. Hả? Cũng y chang như hai bữa trước thôi, chỉ có bao nhiêu này người thôi à. Dạ, anh thấy xong. Bây giờ mình đang đi về lên đây để coi Rocky Dive ở trên chiếc tàu này. Yep. Yep. Wow, cá này nè. Cá nước ngọt hả? Cá rô hả? Cá rô phi hả? Oh, wow. 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 Cá này nó có cái phâm á, phâm miệng á. Đi nói lovely đang đi coi cá sấu, đang tìm cá sấu. Chứ hiện tại bây giờ còn là cá đẹp ở dưới biển không à. Đi tìm mà. Tới ba ngồi chưa? Tới ba ngồi chưa? Bình ba hả? Ok. Hãy chờ chút nữa tới thăm ganh luôn. Cho anh kia, anh mà đậu nón Los Angeles ha. Theo ai hả? Tới thăm ganh xuống ha. Ok. Yep. Bây giờ đang giống như bây giờ đang ở trong Amazon á. À, yep. Sau mấy tiếng đồng hồ đi du lịch trên sông, bây giờ xuống lên núi ăn trưa, đang chờ đồ ăn. Hello hai người đẹp. Hello Linh Trang. Hello lên đây uống bia. Uống Việt Nam không ơi? Việt Nam mày Việt Nam. Đó là cờ đỏ hả? Cái gì vậy nè? Nó có cái gì hả? Oh, hello anh handsome. Chào các bạn. Tới đây ăn cái cà lem có mùi vị của trái cây. Trong này trái cây của Mexican, trong đó có chocolate, nó thơm rất là thơm. Bây giờ đang mua một trái mít rồi đi dạo vòng trái cây chút nữa.
phải bưng em luôn nha. Ngon dữ lắm. Ngon, chưa kịp chụp hình nữa. Ice cream in the can. In can. Ăn thử hà ngon không? Tôi cho ngon không? Nhâm miệng. Ngon quá chừng ngon không chị? Ngon hả? Ngon. Kệ mình lên mấy ngàn cây số lên tới đây để ăn cây cà leo. Cái này là kim sách cây mà chị, dưới mình đâu có. Không có. Hay lúa ăn sao? Thấy sao? Nó ngon dữ lắm. Nó ngon mà mình không có thể tưởng tượng được nó mùi trái cây. Ok. Chị Hạnh thử đi, đi bưng chị Hạnh thử đi. Ngon không? Ngon lắm. Quyết bình tới khen gần 1.000-6.000 cây ăn cây cà lem. Ơi chứ mít luôn. Làm như ở Inala không có rồi. Lên tới đây vừa ăn như mít mà 15 đồng trái mít. Cà lem này ngon quá chừng luôn á. Dạ. Cái đậu phộng. Chị đẹp, sao chị đẹp, ngon không? Quá đã với nó ánh trương.